Cần Thơ cần làm rõ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Thái Bình Nguyên gây ô nhiễm môi trường. Gần 10 năm qua, nhiều người dân sinh sống tại quốc lộ 01, khu vực Thới Hòa, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ phải chịu cảnh sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi nước thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Thái Bình Nguyên gây ra. Tìm hiểu thực tế, phóng viên đã ghi nhận hàng loạt hình ảnh đúng như phản ánh của người dân. Theo quan sát của chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Thái Bình Nguyên xả khói và gây mùi hôi làm ảnh hưởng lớn đối với người dân đang sinh sống ở đây. Đặc biệt, đây lại là khu vực có mật độ dân cư đông đúc. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên đã phỏng vấn trực tiếp ông Huỳnh Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Thới, quận Ô Môn. Ông Hiếu cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Thái Bình Nguyên đã hoạt động từ năm 2013. Mặt hàng kinh doanh là sấy bã hèm bia trộn thực phẩm. Khi đưa vào hoạt động, công ty này đã được cấp giấy chứng nhận bảo vệ môi trường từ ngày 6 tháng 12 năm 2013 do Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn cấp. Tuy nhiên, công ty này hoạt động không đều, khi hoạt động ban ngày khi lại vào ban đêm. Trong khi hoạt động cũng đã có nhiều ý kiến của người dân về việc công ty này đã gây ảnh hưởng môi trường. Ủy ban Nhân dân đã báo cáo và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân quận. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xử lý đối với công ty. Tuy nhiên, theo kiến nghị của người dân nên đưa công ty vào các khu công nghiệp hoặc vị trí nào sản xuất xa khu dân cư nhằm đảm bảo sức khỏe và cuộc sống của người dân. Ủy ban Nhân dân phường thường xuyên cử cán bộ địa chính và cảnh sát khu vực xuống kiểm tra, nắm tình hình và báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Phóng viên trao đổi với ông Trương Hòa Lợi, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ô Môn cho biết, phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Thái Bình Nguyên, cho lập biên bản và yêu cầu công ty phải đảm bảo các yếu tố về bảo vệ môi trường, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2020. Trước những bức xúc của người dân, chúng tôi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Cần Thơ cùng các cơ quan chức năng vào cuộc có hành động thiết thực nhằm xử lý dứt điểm tình trạng gây khói bụi, nước thải và gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, mùi hôi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất Thái Bình Nguyên đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.